sau quãng thời gian di chuyển thì đội kỹ thuật JK đã có mặt tại nhà bác khách ạ. Đây là không gian nhà bác khách ạ. Đây là vào sâu trong làng cổ đấy. Đấy đúng rồi, giữa làng đấy. Đấy đình là trung tâm làng cổ đấy. Thank you.
trẻ em rồi. Ừ. Thế nhắm vào đây. Lúc này mở khóa. Được. Xong rồi không biết gì lên. Tay nào bị mất thì làm như thế thôi. Xong rồi mình xét này. Được. Cái việc này cũng hành là nó mất thần này. Để tôi hút nhau. Được. Ấn út và ấn xét. Xong dí vào. Thì là nó lên sóng. Nó bắt được. Trong nhờ chúng ta khi mình không hát nữa thì mình khóa lại. Không, tức là bây giờ em khóa luôn nhanh rồi. Là bây giờ mình hát là mình bật nguồn mic lên này. Ừ. Bật cái nguồn của cái mic lên là mình hát thôi. Ừ. Em không đẩy lên được. À rồi, ok. Có nghĩa là chỉ có bật lên là hát thôi. Bây giờ không cần phải. Thế này là xem mic này lúc nào mà anh chị không hát đấy thì tháo giúp em đôi pin ra. Ừ. Lúc nào mình hát thì mình bỏ vào nó pin với nước. Rồi. Nó sẽ để lo chảy mốc như thế đấy. Ok. Thế còn bây giờ đang là cái chế độ hát mới đây. Cái này nó có 3 chế độ hát đúng không? Đây đang là mở 1 đây. Mở 1. Đây là mình mua cắt này, mình chuyển sang mở 2. Em tưởng mà nhà có công thì biết thì mình sẽ làm sang mở 4 để mình nói. Ừ. Thế còn hát là mở 1, mở 2. Thế mở 2 nó là dành cho ca sĩ mà. Em cứ giảm nó bớt đi tôm một tí đây. Ừ. Thế còn mở 1 thì nó là phổ thông. Phổ thông. Vừa nãy là phổ thông đấy đúng không? Rồi. Ừ, ok. Đơn giản thế. Em chỉ đây đây, tông chỉnh bích này, tông chỉnh nhạc này, đây là lúc sáng, lúc nào nó sáng thì tăng được, tăng lên, bây giờ nó lúc bạn vô cực, không anh điều khiển, may mà nó bị zip trước thì anh nhận cho em, bùng không lên được là cái ba, đây là chế độ thùng hú, không sợ hú hít gì hết. Ví dụ có bị hú thì mình ấn vào ba cái đặt thôi. Lúc nào mà anh tắt nguồn anh cho cái hộp đèn đèn xanh lên hết thằng tắt. Nếu mà tắt thì anh tắt xúc cái đèn. Ừ. Xong bắt đầu mình tắt con đẩy. Bác là làng cổ Đường Lâm này ạ. Vâng, xin chào các bác nha. Hiện tại đội ngũ kỹ thuật Zika đang trên đường lên Đường Lâm để thi công lắp đặt cho anh Ánh một combo loa B12, một con đẩy X22 và một mic 321. Anh muốn lấy thêm cho mình một con sub monitor. Mời các bác cùng theo chân đội ngũ kỹ thuật Zika nhé. Sau một quãng thời gian di chuyển thì bọn em đã đến cầu Vĩnh Thịnh ạ. Bác khách đang đón bọn em đi trước dẫn đường ạ.